nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập giữa quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, long trọng công bố với toàn thế giới nước Việt Nam có quyền tự do, độc lập, thiết lập chính thể, dân chủ, cộng hòa. Sau cái tên nước thì nó có ba cái tiêu ngữ rất là quan trọng: độc lập, tự do, hạnh phúc. Thì ba cái tiêu ngữ ấy nó hàm chứa một cái xã hội đem lại hạnh phúc cho dân. Và đồng thời cũng hiểu rằng dựa trên sức mạnh của nhân dân, cộng hòa thì cái đó đã là dựa vào sức mạnh của toàn thể quốc dân rồi. 5.000 đảng viên, hơn 20 triệu đồng bào các dân tộc kết thành một khối, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng tháng 8, lật đổ chế độ phong kiến, bẻ gãy xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tiến hành tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam mới. Đó là loạt sự kiện điển hình, tiêu biểu cho sức mạnh của tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và đổi mới đất nước sau này, tư tưởng độc lập, tự do và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn soi rọi, đưa nhân dân và đất nước ta vượt qua bao thác gành hiểm trở đến bến bờ thắng lợi. Năm 1945, khi vừa giành được độc lập dân tộc, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phải đối mặt với vô vàn thách thức, 2 triệu người chết vì nạn đói, hơn 90% dân số mù chữ, thực dân Pháp nhăm nhe quay lại cướp nước ta một lần nữa, các thế lực phản động trong nước chống phá cách mạng, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm tiến hành cuộc tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội khóa 1, bởi Đảng và Bác Hồ tin tưởng nhân dân ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, được cách mạng giác ngộ, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8, nhất định sẽ có đủ bản lĩnh chính trị và trí tuệ sáng suốt để làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân xây dựng chế độ mới. Chứng minh cho cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin người dân, sự kỳ vọng người dân vào Đảng và nhà nước, một sự đồng thuận giữa dân với Đảng, với nhà nước. Mà vượt qua tất cả, dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, được dân tin tưởng, dân ủng hộ để mà thực hiện cho được cái quyết định trọng đại là phải có Quốc hội, phải có hiến pháp về công bố trước thế giới một nước Việt Nam độc lập, hợp hiến, hợp pháp, có chủ quyền. Thời điểm ấy, tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của nhân dân ta không chỉ thể hiện ở sự kiên quyết ủng hộ tổng tuyển cử, bảo vệ triệt để tổng tuyển cử, mà còn ở cả sự hy sinh cho tổng tuyển cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu, đại diện cho lợi ích của nhân dân, của đất nước. Để thuận theo với xu thế, thời thế lúc bây giờ, chúng ta nhớ là Bác và chính phủ ta đã có một quyết định là lui cái ngày bầu cử lại đến mùng 6 tháng Giêng năm 46 cơ mà, rồi kéo dài cái thời gian để ứng cử, đề cử, để chuẩn bị nhân sự cho Quốc hội, để đảm bảo cho Quốc hội thực sự là Quốc hội của toàn dân, ý chí đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý nghĩa thắng lợi của ngày tổng tuyển cử mùng 6 tháng 1 năm 1946 là tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đã đoàn kết nhất trí. Ngay trong cơ cấu và thành phần Quốc hội khóa 1 đã thể hiện đậm nét tinh thần đoàn kết của nhà nước mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà đại diện cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã đoàn kết lại thành một khối. Bởi theo người, Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi. Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi nhất định về tay ta.
Trên thực tế, Quốc hội khóa 1 đã chấp nhận 70 ghế đại diện của Việt Nam Quốc dân Đảng, của Việt Cách không qua bầu cử. Với nghệ thuật thu hút người tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhiều người tài đức tham gia vào Quốc hội. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, giáo sư Nguyễn Văn Huyền là những tri thức ngoài đảng, hay như cụ Bùi Bằng Đoàn, vốn là quan thượng thư bộ hình dưới triều Nguyễn, cụ Phan Kế Toại, cụ Phạm Khắc Hòe, vua mèo Vương Chí Sình, tổng đốc Vi Văn Định, người dân tộc Tày. Quốc hội thời kỳ đầu á, các đại biểu rất là đa dạng và tiếng nói là đại diện cho nhiều các cái gọi là đảng phái hồi đó, cũng như là các cái nhóm gọi là cộng đồng dân tộc, rồi là ngoài đảng cũng như trong đảng. Rồi chúng ta thấy là những cái quan trọng nhất ấy, là những cái đóng góp của họ trong cái thực tiễn và uy tín của họ trong nhân dân, và họ phản ánh được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân và góp được cái trí tuệ của mình vào trong quyết sách tập thể của Quốc hội. Quốc hội là nơi hội tụ đủ các thành phần cơ cấu của xã hội, có người đại diện trong đó. Sự khôn ngoan của đảng là gì? Là đoàn kết quy tụ được tất cả các cái giai tầng đó cùng vì cái sự nghiệp chung. Quốc hội khóa 1 đã quy tụ được đông đảo giới trí thức, nhà tư sản, các giai tầng, dân tộc thể hiện đoàn kết và khao khát được đóng góp đối với đất nước, với chế độ mới, với cách mạng. Điều này càng được khẳng định khi Quốc hội khóa 1 thông qua Hiến pháp năm 1946, trong đó quy định đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo là nguyên tắc cơ bản của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và thực tiễn đã chứng minh tư tưởng đoàn kết toàn dân đã giúp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong suốt quá trình xây dựng phát triển đất nước sau này vượt bao thách thức, khó khăn để đi đến thắng lợi. Đại đoàn kết đã trở thành bài học kinh nghiệm cho mọi thời đại. Giữa thế kỷ 20, đất nước và nhân dân Việt Nam phải trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập và thống nhất đất nước. Đỉnh cao chiến thắng của hai cuộc kháng chiến, đồng thời là biểu tượng đại đoàn kết toàn dân tộc, đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với ý chí quyết tâm sắt đá, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Theo đó, cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Tính chung trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân ta đã đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 26.453 lượt dân công, 20.991 xe đạp thổ, 1.800 mảng nứa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền. Quy tụ được, phát huy được cái sức mạnh đoàn đại đoàn kết đánh nhau. Chúng ta tạo từ tay không, chúng ta tạo được cái sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với khát vọng cháy bỏng, không có gì quý hơn độc lập tự do, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được vận dụng một cách sáng tạo, phát huy tới đỉnh cao. Thời điểm cuối tháng 4 năm 1975, thời điểm miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối, chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là thực hiện hòa hợp để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ngày kết thúc cuộc chiến tranh, ngày 30 tháng 4 lịch sử, Sài Gòn đã không bị tắm máu. Nhiều đô thị khác ở miền Nam đã không diễn ra cái cuộc tắm máu. Và đặc biệt Sài Gòn đã không bị cái cảnh đổ nát giống như Berlin, giống như Bình Nhưỡng trong cái thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh. Thế như vậy đó rằng mỗi một người dân Việt Nam và mỗi một người lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải nói thấu hiểu rất là sâu sắc cái tinh thần của Trung ương Đảng. Đồng thời như vậy là cũng là thấm nhuần sâu sắc cái tư tưởng nhân nghĩa của Hồ Chí Minh cũng như mà Bác Hồ cũng như các bậc tiền bối đã để lại. Cho nên đã xử sự một cách như vậy là rất là nhân văn, rất là cao cả. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài, nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con lạc cháu hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang.
Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về đoàn kết vẫn còn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự. Bước vào giai đoạn xây dựng, đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn coi đại đoàn kết là chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, đặc biệt là trong vấn đề hòa hợp dân tộc. Chúng ta đã có bước phát triển về tư duy và hành động. Đảng mình bỏ qua mọi mặc cảm của quá khứ. Để nói một câu, tất cả Việt kiều ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Cái chủ trương này quá đúng, đã về là yêu nước rồi. Rồi thì vốn về, kinh nghiệm về, chất xám về, trí tuệ về, ngoại hối về. Chúng ta coi như là một lượng 5 triệu người cho phải ít đâu. Quá trình 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, kinh tế phát triển, vai trò, vị thế đất nước ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Từ đầu năm đến nay, đất nước diễn ra hai sự kiện chính trị quan trọng và thành công rực rỡ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ bầu cử vừa qua là kỳ bầu cử rất đặc biệt của đất nước ta. Đặc biệt vì cuộc bầu cử được diễn ra khi đất nước vừa trải qua 35 năm đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp và đặt ra các mục tiêu quan trọng cho năm 2030 và 2045. Đặc biệt vì cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp từng ngày. Chống dịch rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ chính trị về bảo đảm quyền và trách nhiệm bầu cử của công dân cũng không được xem nhẹ. Chính vì vậy, ngay từ sớm, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cấp, các ngành đã lên phương án, kịch bản rõ ràng, lường trước mọi tình huống để có một ngày bầu cử rất thành công, an toàn. Và quả ngọt của sự chung sức đồng lòng đó là gần 69 triệu cử tri trong cả nước, chiếm tỷ lệ 99,57% tổng số cử tri đã tham gia bầu cử an toàn, đúng pháp luật, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 15. Nhân dân đã thực hiện quyền làm chủ của mình, sự lựa chọn của mình, thái độ của mình. Và qua đây nó cho thấy là nhân dân của chúng ta là hết sức có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước. Và hành động một cách quyết liệt. Sự ủng hộ này của dân là cái bài học cực kỳ quan trọng cho giai đoạn phát triển sắp tới. Ngày bầu cử 23 tháng 5 vừa qua là minh chứng cho thấy rằng càng trong thời điểm khó khăn, sức sống, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng vốn là giá trị cơ bản làm nên sức sống của đất nước Việt Nam càng có cơ hội phát huy mạnh mẽ. Đây cũng chính là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong ngày hội non sông. Qua cái ngày bầu cử trong đại dịch COVID-19 lần này thì chúng ta càng thấy được cái sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Và chính cái sức mạnh đó dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ thì đã đưa con thuyền cách mạng của Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và trong công cuộc đổi mới ngày nay đã lập nên những cái thành tựu hết sức là quan trọng và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình chúng ta xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc Việt Nam. Chắc chắn đại đoàn kết dân tộc sẽ còn là nguồn sức mạnh vô địch để chúng ta thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố quan trọng quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong vấn đề xây dựng chế độ nhà nước dân chủ của chúng ta. Ngày nay, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường đấy chính là thể hiện khát vọng của Hồ Chí Minh từ thuở đó. Cái khát vọng đó đã được có sẵn trong lòng dân tộc chúng ta, đã có tiền đề rồi, thì dân là động lực to lớn của xã hội, xây dựng một cái khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp, sức mạnh từ nhân dân, sức mạnh từ cơ chế, sức mạnh từ mục tiêu, bản chất xã hội của chúng ta, thì tất cả những cái đấy tạo thành một cái tổng hợp lực, sức mạnh của dân tộc để hướng tới cái mục tiêu. Những gì mà chúng ta đã thấy trong quá khứ đấy, rõ ràng là Đảng, nhân dân, đất nước mình đã vượt qua được những thử thách vô cùng hiểm nghèo. Mà ở đó sức mạnh to lớn nhất chính là sự đoàn kết, sự thống nhất của nhân dân. Cho nên một khi Đảng với dân mà gọi là ý Đảng lòng dân mà thực sự thống nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng là đất nước sẽ có cái cơ may phát triển rất là mạnh.